Ngày cuối tuần, những thông tin nổi bật nào được các báo đăng tải? Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua. Thưa quý vị, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, Bộ Công Thương cho biết Liên minh châu Âu vừa có thông báo bổ sung mặt hàng mì ăn liền từ Việt Nam vào danh sách kiểm tra dư lượng chất cấm. Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, tại châu Âu, sản phẩm mì ăn liền của Việt Nam sẽ chịu tần suất kiểm tra là 20% với dư lượng chất cấm ethylene oxit. Theo Bộ Công Thương, do mì ăn liền là sản phẩm tổng hợp, trong trường hợp sản phẩm có thêm trứng hoặc mỡ động vật thì cần thêm chứng thư từ Cục Thú y. Nếu thuần túy, các sản phẩm từ thực vật thì cần liên hệ với Cục Bảo vệ Thực vật để lấy chứng thư. Quy định này của Liên minh châu Âu sẽ có hiệu lực từ ngày 6 tháng 1 năm 2022. Thưa quý vị, chờ thông quan quá lâu, những container mít từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ở Lạng Sơn sắp hết thời hạn bảo quản, đã phải quay ngược để tiêu thụ xả hàng. Người dân tỉnh Lạng Sơn đang ngập trong biển mít và đây là phản ánh của báo Vietnamnet. Ghi nhận của phóng viên báo Vietnamnet, hiện giá mít rất rẻ, nếu không bị ùn ứ thì giá bán lẻ là 20 đến 25.000 đồng một ký, nhưng bây giờ chỉ còn 1/3. Thấy cảnh hàng ngàn công hàng ùn ứ hơn chục ngày qua nên người dân tỉnh Lạng Sơn mua về để giải cứu giúp bà con nông dân miền Tây. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản gửi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khuyến cáo các tư thương tạm dừng đưa hàng đến cửa khẩu mà tập trung tiêu thụ tại chỗ và tiêu thụ nội địa để tránh tình trạng hàng tiếp tục ùn ứ, gây ách tắc ở vùng biên và hư hỏng trái cây. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Bệnh viện Nhân dân Gia định TP.HCM vừa cấp cứu một trường hợp tắc nghẽn phổi gần như toàn bộ, kèm huyết khối sau mắc COVID-19 và ngưng tim sau khi mắc COVID-19. Trước đó, bệnh nhân mắc COVID-19 và tự điều trị tại nhà, không dùng thuốc kháng đông. Chia sẻ với phóng viên Báo Tuổi Trẻ, các bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, khi nhiễm COVID-19, bệnh nhân có tình trạng tăng đông máu, nhất là hệ thống mạch máu phổi, gây tắc nghẽn các mạch máu nhỏ, mạch máu lớn, đi kèm với tình trạng thương tổn các phế nang, độc tố gây viêm nhiễm xuất tiết. Điều này khiến bệnh nhân suy hô hấp nhanh và tử vong sau đó nếu không được can thiệp kịp thời. Thông tin sạt lở ngọn đồi ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang khiến 4 trẻ nhỏ bị vùi lấp được nhiều báo đăng tải và thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo tìm hiểu của báo Thanh Niên, ngày 23 tháng 12, 4 trẻ nhỏ ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang rủ nhau lên khu đồi trong khu vực chơi và trong lúc vui chơi thì đất bất ngờ bị sạt lở vùi lấp cả 4 em. Báo Thanh Niên đưa tin, ngay sau khi phát hiện sự việc sạt lở đồi, người dân cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn các bé, nhưng 3 cháu đã tử vong, 1 bé may mắn được cứu sống. Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương cảnh báo các phụ huynh, nhà trường cần quản lý bảo vệ trẻ để tránh những sự việc thương tâm xảy ra.